Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay thì mình lại giới thiệu tiếp tục cho các bạn cái dự án iDrop của dự án ZBNB. Dự án ZBNB thì đang có một cái chương trình iDrop và chương trình bán các bạn nhé. Thì nó vẫn như những cái chương trình trước đây mà mình đã làm và hướng dẫn cho các bạn, như một số cái kèo mình hay gọi là coin rác đấy các bạn nhé, hoặc là kèo xổ số. Đấy, những cái kèo này thì nó sẽ cho claim, như cái dự án hôm nay thì nó sẽ cho claim free khoảng 2 triệu 500.000 ZBNB. Đấy, dự án này giữ sẽ list ở trên sàn bán kết swap các bạn nhé. Thì cái dự án này các bạn cũng có thể connect ở trên ví Chut Wallet các bạn nhé. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ dán vào cái phần DAPP ở trên Chut Wallet nhé. Thì dán vào đấy, sau đấy các bạn copy được cái contract nhé. Mình sẽ để contract ở bên dưới cho mọi người. Thì các bạn copy contract sau dán vào cái chỗ mà tìm coin ấy nhé các bạn nhé. Sau đấy có cái dấu cộng ấy. Ở trên Chut Wallet các bạn sẽ có một cái dấu cộng tìm coin. Thì các bạn sẽ dán cái contract vào, sau đấy để kéo cái coin lên nhé. Thì sau khi mà claim thì các bạn sẽ thấy hiển thị ở trên ví của mình nhé. Ok, thì tiếp theo thì các bạn sẽ ấn vào đây claim. Min mua của nó là 0,1 đến 10 BNB vẫn như các dự án khác thôi. Đấy. Các bạn có thể chia sẻ lên Facebook này. Chia sẻ trong nhóm nhé. iDrop hay Bounty. Các bạn chia sẻ lên Twitter. Chưa? Ok chưa? Các bạn sẽ nhận được 50% cho mỗi người claim và 100% cho những người mua. Đấy, ví dụ các bạn muốn mua 0,01 đi thì mình hướng dẫn các bạn claim trước nhé. Claim thì các bạn đương nhiên là các bạn sẽ phải connect đến ví MetaMask của mình, cũng như là các bạn sẽ phải mất một ít phí ấy. Làm cái gì bây giờ cũng cần phí hết mọi người nhá, chứ không phải là tự dưng là chúng ta ấy đâu. Vào là nó free hết đâu. Đấy, cái gì cũng phải phí thôi. Đấy, các bạn sẽ mất khoảng cũng 0,3 đô la gì đấy. Đấy, tí nữa thì mình sẽ ấy cho các bạn. Mình claim rồi mà sao vẫn còn hiện. Đấy, thì hướng dẫn các bạn check ấy luôn nhá, hướng dẫn các bạn check cái ví của mình luôn. Đây, các bạn vào trong ví này, ở trên MetaMask này các bạn sẽ ấn vào view nhé. MetaMask thì chúng ta không cần phải add gì cả. Sau đấy các bạn muốn add thì add thôi. Đây các bạn vẫn vào đây. À, chưa được luôn hả? Đâu nhỉ? Đây hả? Đây, tí nữa chờ một ít để xem nó về không nhá. Chia sẻ hai cái này sẽ được 1 triệu á. 1 triệu thì cộng vào đâu vậy? Hay là tổng cung này. Đấy, mua thì ở đây các bạn ấn vào. Các bạn muốn mua ví dụ là 1 BNB thì các bạn ghi 1 và ấn vào buy. Ở đây thì là 0,1 thì được 1 tỷ. 1 tỷ 0,01 là được 1 tỷ. Đấy, sau đấy các bạn dán cái ví của mình vào đây để lấy link nhé. Giới thiệu bạn bè. Đây, ví dụ các bạn dán vào đây, các bạn ấn vào get link thì nó sẽ ra link nhé, giới thiệu bạn bè cho các bạn luôn. Các bạn đọc qua một số thông tin của cái dự án nó ở dưới thôi. Nói chung là những cái dự án gọi là mình hay gọi là free ấy, mình hay gọi là coin rác đấy, thì nó cũng sẽ không được như những cái coin chính thống. Những cái coin chính thống thì nó lại bán rất là ấy mọi người ạ. Bán rất là khó để mua. Mình check lại xem có không nhá. Ấn claim rồi mà chẳng thấy về là sao? Ê, chưa về luôn đấy mọi người. Ủa, nó chạy đâu rồi?
Này là chưa về mà 2 giờ trước này, 49 trước, hay là hình như là nó chưa cập nhật nhỉ? Thì mình thử ấy xem nào. Dán contract xem nhé. Ở trên ấy thì các bạn ấn vào đây, ở trên MetaMask thì mọi người ấn vào đây. Ấn vào add token ở dưới này, nó có sẽ một nút add token ở dưới này. Trời ơi, nhiều quá à. Đây, custom này. Đấy, các bạn ấn next. Nó có rồi đây này, add. Đấy, con này các bạn được 50 ra 5 triệu của họ. Đúng rồi, 5 triệu. Sao được 5 triệu nhỉ? À. Chắc là cái này này. Cái này 2,5 phải không? Với thêm cái này với cái này nữa hay sao ấy. Đấy. Ồ, chắc trên này không có nha. Chắc là nó chưa cập nhật á. Hình như về rồi. Chưa chưa. Chưa luôn này. Mà dán dán vào thì lại thấy có rồi. Tức là nó chưa cập nhật ở đây cái phần lịch sử này. 50 phút trước mà nó cứ cập nhật từ 50 phút trước là quá là late rồi. Quá là muộn. Version 2 nha. Đây, ZBNB nó có này này. Tất nhiên là cái giá này nó chưa chưa phải là cái giá của nó đâu. Cái giá này nó chưa lên sàn cho nên giá của nó vẫn là giá lung tung nhé các bạn nhé. Đây ví dụ các bạn muốn mua 0,01 thì các bạn mua thế này. Ấn vào buy nhé. Đấy, ví dụ như thế nhé, các bạn ấn. Đấy. Nói chung là hướng dẫn các bạn mua luôn. 0,01 thì nó cũng có 5 6 đô, không là cái gì cả. Đấy. Biết đâu nó lên thì được 5 60 đô phải không các bạn? Mà nó mất thì mất 5 6 đô cũng chẳng tiếc. Đấy. Ok, link thì mình sẽ để ở bên dưới video cho mọi người nhá. Như thế là mình đã hướng dẫn hết cho các bạn cái dự án này rồi. Đấy. Cách để các bạn add ví ở trên 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 Trust Wallet nhá, thì mình nói lại là các bạn sẽ copy lấy contract vào trong Trust thì các bạn ấn về nút dấu cộng coin ấy, dán contract vào, sau đấy thấy cái coin của nó ZBNB đấy, các bạn kéo trượt nó lên đấy thì là nó sẽ hiện nhá. Đấy, các bạn ấn add nó lên là nó hiện thôi. Đấy, còn ở trên MetaMask thì mình đã hướng dẫn các bạn rồi nhá, thì mình sẽ không nói lại nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này nhá. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để mình update cho các bạn nhé.